Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Alosa. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Hát Hòa Bình Minh, chi số 4 ngay tại ngã tư Mỹ Cù, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hôm nọ thì mình có quay cho các bạn xem cái phiên bản đặc biệt của dòng xe Atmos màu bạc nhám này. Thì cũng có nhiều bạn nhờ mình là quay cái màu đen nhám đi. Bữa giờ thì không có xe các bạn, với lại mình cũng bằng công việc đi chương trình event của anh ta cũng nhiều nên là mình không có sắp xếp được cái thời gian để quay cho bạn xem. Và ngày hôm nay thì trong video này Đức sẽ quay và giới thiệu đến các bạn về hai màu sắc của phiên bản đặc biệt dòng xe Atmos phiên bản 2024. Với thay đổi lại ở cái phần phối màu sắc, đặc biệt là ở phần tem xe nè, heo dầu nè, phuộc nè, cũng như là phần yên xe nè, thì mình thấy là nhiều bạn rất là quan tâm về cái phiên bản đặc biệt này, đặc biệt là cái màu đen nhám. Trước đây cái màu đen nhám bán rất là chậm các bạn, và giá nó cũng mềm hơn so với cái mẫu bạc nhám này nữa. Nên là trong cái năm 2024 này thì Honda cũng đã thay đổi lại một xíu, nên là nhiều bạn hiện tại đã quan tâm nhiều hơn về cái mẫu màu đen này, nhìn rất là ok. Với mức giá bán đó với hai cái màu sắc này sẽ đồng giá luôn nha, là 68 triệu. Giá này đã bao gồm VT rồi, chưa bột và khoản chi phí lăn bánh nha các bạn. Đó. Ngoài ra thì khi mà các bạn mua xe Atmos trong cái giai đoạn cận Tết này, các bạn sẽ được quay số may mắn trúng xe nha. Và đây là chương trình khuyến mãi của Hyundai Việt Nam áp dụng đến ngày 9 tây tháng 2 2024 nha. Khi các bạn mua dòng xe Atmos thì các bạn được quay số trúng xe Atmos 350 nè, trúng xe Vision nè và trúng xe Venfa. Và đây là chương trình quay số may gửi thôi. Bữa giờ thì mình thấy là cũng có nhiều bạn quay số trúng xe đó. Hy vọng là những bạn nào mà đang xem video của mình mà mua xe trong giai đoạn Tết này thì mình xin chúc các bạn may mắn quay số trúng xe nha. Và nếu như các bạn đã trúng xe rồi, các bạn hãy quay lại đây, các bạn comment phía bên dưới để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với các bạn ha. Rồi, đối với cái mẫu xe này thì thật sự mà nói thì nó cũng không có khác biệt gì nhiều đối với cái đời trước đây ha. Sang đời 2024 thì như mình nói các bạn thì Honda chỉ thay đổi lại về phần cách phối màu sắc xe thôi, đặc biệt là ở phần heo dầu, rồi phần phuộc, rồi phần logo từ màu vàng đồng sang cái màu đỏ, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn, nổi bật hơn. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem hai màu sắc này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ quay cho bạn xem trước cái chiếc màu đen nhám này nha. Màu đen nhám này thì bữa giờ nhiều bạn nhờ mình quay á, sau đó thì mình không có thời gian nên là cũng có nhiều bạn nhắc nhở mình: anh ơi sao bữa giờ anh chưa thấy Atmos màu đen nhám của em, anh chưa có quay nữa. Nên là mình cũng rất là ngại tại vì không có xe để quay cho bạn xem. Chứ mà có xe là mình quay liền ha. Đó, rồi. Đây, ở cái phần logo Atmos nè, trước đây thì nó là sẽ màu vàng đồng nha các bạn nha. Bây giờ thì được thay đổi lại là màu đỏ rồi, nhìn nó sẽ đẹp hơn, bắt hơn trên cái nền đen. Thì đối với cái phối màu này thì nó kiểu giống như mấy chiếc Atmos ngày xưa các bạn. Đó. Atmos bây giờ thì logo nó cũng màu đỏ luôn. Nhìn nó kiểu như là nó tông sực tông. Nhìn nó sẽ ok hơn. Rồi, bên đây thì các bạn xem ở cái phần phuộc. Phuộc màu đỏ luôn nè. Trước đây mình nhớ không lầm mà phuộc đó là màu đen hay sao á. Mình nhớ không lầm là phuộc sau là màu đen. Bây giờ lên màu đỏ luôn ha. Nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Yên xe thì được mai với chỉ đỏ nè. Mai chỉ đỏ. Yên xe màu đen. Đầu và cuối yên xe được phối thêm cái màu bạc. Nhìn nó sẽ nổi bật hơn, sáng hơn. Nhưng mà cái này thì mình không thích lắm. Làm đen hoàn toàn luôn thì nhìn sẽ ok hơn ha, nhìn sẽ đẹp hơn. Cản xe thì được cản màu đen nhám nha các bạn nha. Màu đen nhám thì nhìn nó tối xe và nó đồng bộ với cái màu đen tổng thể của xe. Còn những bạn nào không thích màu nhám thì các bạn cũng có thể là sơn bóng lên cũng được. Bóng lên thì nó sẽ bị lệch tông đối với màu tổng thể của xe ha. Đó. Rồi, khóa smart key thì chỗ cái núm này được thay đổi lại một xíu nè, nó dài và nó gọn hơn, cầm nắm nó dễ hơn ha. Mặt trước thì cũng không có gì thay đổi nha các bạn nha, chỉ thay đổi ở cái phần heo dầu trước. Heo dầu trước thì trước đây nó là màu vàng đồng, bây giờ nó sẽ là màu đỏ nha. Nissin hai piston, còn đây là các dòng cảm biến nè, cảm biến ABS nha. Còn xe nào mà không có ABS thì nó sẽ không có dòng cảm biến này. Và đây sợi dây, hai dây cảm biến của nó nè. Nó hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Khi mà các bạn bóp phanh bóp cứng thì nó sẽ chống bó lại, nó sẽ nhấp nhả làm xe cho chúng ta nó sẽ đứng vững hơn khi các bạn thắng gấp mà không bị xề đít hay là quăng đít về trước giống như những cái dòng xe mà xe phanh thường trước đây.
Đây hệ thống gì cái mức tiêu thụ nhiên liệu 2,12 lít trung tâm cây số nha. Ok chưa? Ngoài ra khi các bạn mua dòng mẫu xe Atmos này về á, cái việc đầu tiên á, các bạn nên trang bị cho mình một cái miếng dán BBS nha, tại vì cái mặt đồng hồ này dạng mica thì nó rất dễ bị xước lông mèo, và nếu như mà các bạn không dán nó xước nhiều thì làm cho mặt đồng hồ mình đi xấu đi, cái bàn thờ nhìn nó xấu, nó không còn đẹp, không còn thẩm mỹ nữa. Nên là các bạn khi mới mua xe về, các bạn trong một tuần đầu các bạn hãy dán ngay cho mình một cái miếng dán BBF nha, rất là bền, cho xài 2 đến 3 năm, xài rất là lâu, và khi nào mà miếng dán nó cũ thì các bạn lột ra bạn thay miếng dán mới thôi, chỉ có 65.000 thôi ha. Ở phần mô tả thì mình có để một cái link đó. Xài cho đời 2020 trở về sau ha. Rồi tiếp theo là cái màu bạc. Màu bạc này thì quá quen thuộc rồi, màu bạc là một trong những màu sắc mà gọi là best seller rồi, bán chạy trên cái phiên bản đặc biệt rồi, màu rất là sáng nha. Đây lên logo màu đỏ nhìn đẹp hơn ha, giống như chiếc lít 125 các bạn. Lên logo đỏ nhìn nó sẽ ok hơn. Giá xe bây giờ thì nó cũng rất là mềm trong cái thời điểm này, 68 triệu cho cái phiên bản đặc biệt cũng như là phiên bản thể thao IBS cũng là 68 triệu luôn. Rồi bên đây thì các bạn xem ở cái bằng phuộc xe nè, nó phuộc lên màu đỏ ha, nhìn rất là bắt mắt luôn, nổi bật. Nhìn chiếc xe tổng thể xe nó có điểm nhấn hơn các bạn nè, các bạn nhìn thấy nè, điểm nhấn hơn. Heo dầu trước cũng lên màu màu đỏ luôn, phanh IBS luôn. Đấy, sàn đế chân dạng phẳng rộng rãi thoải mái ha. Rồi bên đây thì học ở đồ phía tay trái có cái cổng sạc, móc cho đồ thì gặp ra gặp vô được gọn gàng hơn, cho các bạn diện đầm váy thì không bị vướng víu. Đó. Xe này thì sẽ không có công tắc bật đèn nha các bạn ha. Cốp xe thì chỉ được có 18 lít thôi, đủ để những cái vật dụng cá nhân, áo khoác, túi xách này kia đâu, hoặc là nón 3/4 đầu. Dung tích bình xăng thì khoảng được 5 lít rưỡi ha, vẫn còn để ở phía dưới yên xe, nên là khi các bạn đổ xăng thì các bạn phải xuống xe. Điều này thì nhiều bạn nữ cũng không thích lắm. Còn đây là chỗ mà nước làm mát phụ, các bạn kiểm tra định kỳ thì hụt thì mình châm vào thôi. Động cơ SPS 4 van thì cho chúng ta một cái cảm giác nó tăng tối đa hiệu suất khi vận hành xe, cũng như là mức tiêu thụ nhiên liệu nè. Đó, nhìn chạy xe cảm giác nó sẽ giọt hơn, tăng tốc hơn so với cái đời 2 van. Nhưng mà bù lại thì cái động cơ của nó sẽ kêu lớn hơn một xíu so với đời 2 van nha các bạn ha. Đó. Yên xe thì đối với cái màu này thì nó cũng giống như màu đen nè thôi, cũng như là phần cản xe. Trước đây thì cái màu đen bán chậm đó các bạn, màu đen á, tại vì màu đen nó màu nó nhanh dơ, nhanh cũ á. Nhưng bạn nào mà không có thời gian để chăm chút chiếc xe của mình á, thì các bạn nào mua màu đen này về nhanh nhanh cũ lắm. Nhưng mà được cái á, khi mà các bạn sử dụng kỹ rồi á, các bạn chạy chiếc xe này á, nhìn nó kiểu biết phái lắm. Những bạn nữ nào mà chạy xe màu đen này nè, nhìn nó kiểu biết phái, nhìn nó kiểu cá tính lắm các bạn. Nhìn nó kiểu sang sang sao á. Đó, thì đó là thông tin chi tiết về hai màu sắc của mẫu xe Atmos phiên bản đặc biệt cho các bạn tham khảo nha. Coi như là mình trả xong nợ nha, các bạn không có đòi video mình nữa nha. Đó, nói chung thì các bạn đòi video khác nha, dòng xe khác thì mình sẽ quay cho bạn xem. Nói chung thì mình thì cũng thích chiều khán giả kêu quay xe gì thì mình sẽ quay xe đó cho bạn xem, và cũng như là các bạn sẽ ủng hộ mình. Đó, cảm ơn các bạn nha. Thì sắp tới năm mới rồi thì mình xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình cũng như là công việc thuận lợi phát triển trong năm 2024 nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nãy giờ thì Đức cũng đã giới thiệu đến các bạn về hai màu sắc của phiên bản đặc biệt dòng xe Atmos 2024. Thì những bạn nào đang quan tâm về hai màu sắc này, các bạn hãy liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp với hệ thống Hát Hoa Bình Minh, chi số 4 ngay tại ngã tư Miếm Cù, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để xem chi tiết hơn nhé. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa. Cảm ơn các bạn.